4 loại đồ uống bạn nên tránh xa nếu muốn giảm mỡ giảm cân. Ứng cử viên số 1 đó là trà sữa. Một ly trà sữa sẽ tương đương với 500 calo và 10 km chạy bộ. Thậm chí là một ly trà sữa sẽ có đến 50 gram đường, mà theo khuyến nghị thì một ngày chúng ta chỉ nên ăn 37,5 gram đường thôi. Thứ hai đó là các loại sữa có đường, sữa tươi có đường hoặc sữa chua có đường. Thì trong thời gian giảm mỡ giảm cân, chị em cố gắng là lựa chọn những loại sữa không đường để uống nha. Thứ ba, nước ngọt và các loại nước ngọt đóng chai có ga. Thì những loại nước này, thứ nhất là chẳng có một cái chất dinh dưỡng nào cả, nó chỉ có đường thôi, thậm chí là nó sẽ làm cho sức khỏe của chúng ta tệ hơn rất là nhiều. Thứ tư đó là gì? Các loại đồ uống chứa cồn. Thì những loại đồ uống chứa cồn này không cần những người giảm mỡ giảm cân phải tránh đâu, mà tất cả mọi người đều phải tránh xa, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gan của mình, đến não này, đến tim này. Thì trong thời gian giảm mỡ giảm cân, mọi người cố gắng là tránh xa 4 loại đồ uống này ra nha. Ok, và nhớ theo dõi follow kênh TikTok của Huyền để xem thêm nhiều kiến thức hay về tập luyện cũng như là về dinh dưỡng nha.